chào sống đồng quê, xin chào cả nhà. Ở đây là hai cháu, hai bà cháu quên chứ, hai bà cháu sẽ bán bánh bèo nha cả nhà. Qua nay có làm được mâm bánh bèo nè, Miu bán phụ, Miu nó thòi tiền chứ nó để vô bọc. Rồi ai mua đâu mở hàng ra? Ở rác muối. Ai mở hàng? Út hả? Hôm nay sẽ bán 3 cái 5 ngàn nha Út. Nhiều bán. Bán giá hữu nghị thôi. Nhà mua đó hả? Thì nhường cho nhà. Nhà trước phải không? Cho nó đi học. Đây còn để vô. Lấy tiền. Con lấy tiền nha, thối tiền. Để quên lấy tiền lỗ. Cột lại cho dì nhà luôn đi. Đó, này bán chưa gành. Con cột con để trên mặt bàn này nè. Thôi bán chưa gành Út ơi. Con để trên này nè. Giặt cái bọc ra để vô. Trời ơi, đưa bự tiền bự chứ hả? Thối hết tiền lẻ rồi. Đây, nó nhà, bên này nó đưa. Nhân giống như 10 ngàn nó đủ không? Là 15 ngàn bỏ này lại. Ừ. Bỏ 15 ngàn đó. Đấy lại. Bán hồi chặt lộ. Mẹ con đưa bà cò nè. Bà cò qua đây nè, bé Miu đưa nè bà cò ơi. Ừ, quá lời luôn. Chỉ 25 ngàn nữa hả? Cảm ơn bà. Nè, bà không đó. Rồi nè, con giặt bọc để vô kìa. Cho bà hai nữa kìa. Út 5 ngàn nữa ha. Đây ông ơi, thòi tiền đi. Thòi tiền đi con. 15 ngàn nữa đó. 15 ngàn, để đó 15 ngàn coi. Rồi thôi lại 25 ngàn nữa đây. Đủ rồi đó con, đủ rồi đó. Ừ, đừng nghe lời bá đó con. Nè, giặt bọc để vô. Giặt bọc ra. Nè, nè, bọc nè, giặt ra. Giặt cái bá để vô. Hai hộp ha. Này hai bà cháu bán đi. Thôi bây giờ mình đi thôi. Kìa đưa bà Út kìa. Thôi bà Út nữa trời, sao bữa nay mới cái gì tiền bự không ạ? Lon đưa tiền nhỏ ơi, lấy 10 ngàn, cái 3 cái 5 ngàn. Ừ kìa lấy 5 ngàn của mơ ba kìa thối cho bà Út. 15 ngàn nữa. Ừ. Thôi sao chiều sáng nay hai bà cháu bán lỗ. Đi thôi. Cái bọc này gách rồi. Nhân viên nhà bán chậm quá. Cảm ơn. Cảm ơn vậy đó, còn lớn lên cảm ơn. Một hộp. Để nắp ha. Để nắp đây mình, bà hai xé một con cái đó đi mà hai. Rồi lấy cái đi. Cho con gắp muối. Nè con gắp muối, tội con để bọc không cũng lâu nữa rồi gắp muối. Giờ này người ta đi học đó rồi á. Ừ. Nè gắt muối vô. Gắt muối vô rồi con để vô bọc. Đẩy lại, đẩy lại. Con khỏi qua đi vô nhà. Đẩy lại con. Ừ, đẩy lại. Phải bọc đâu. Phải bọc kìa. Rồi. Phải bọc đẩy lên vậy nè. Rồi, đó. Rồi mấy Nga mua nhiêu? Ra đây. Ủa, mấy Nga đi luôn hả? 25 ngàn thế mà hai. Đưa gì trời, mời ông mua thôi gì quê. Bèo đây. Đẹp nó chưa mua phải không? Năm hai. Khỏi bọc ha. Nè, tiền nè, bỏ vô. Đây, ghim. Đạo đi dưới đợt đạo lên nó mua tiếp. Món bèo ăn nè mấy bé. Món bèo này ngon nè, béo lắm mà hai. Bán hết mới đi học nghe, còn bán không hết là nghỉ học. Bán hết rồi giờ tới giờ đúng rồi. Đó là vậy, bởi vì mời ly chia lên đấy bác ơi. Mấy nhà ấy. Đây nè bà con bác ơi, mua tiếp giùm con đi học. Bà sao? Bánh bèo. Không bao giờ. Ăn bún bèo con. 5.000 đi. 5.000 đi. Bác bói được 5.000. Nè Miu. Gãy đi. Để họ vô bọc cho bà đi. Bà Sáu đi.
Bèo. Bèo chị hai. 5.000. 5.000 ai bán no 5.000, ai cũng mua 5.000 chứ mình bán bắt bắt cho người ta mua 5.000, 10.000 gì. Ai chụp nó thì không thối đi. 5.000 mà đưa với 20.000 cho nhỏ thối, không có tiền thối. Thôi lên này nè, rồi sao? Cảm ơn bà Sáu. Thôi bà 2.5.000 nữa kìa. Thôi 2.5.000 nữa kìa. Qua cha mày một đống tiền lẻ đâu. Đây mình chởn hết trơn. 5.000 đi con. Với 1.000 nữa. Con biết 5 nha. Biết hả? Rồi. Tôi cảm ơn bà Hai. Cảm ơn bà Hai. Trời ơi, ha, buồn ngủ quá. Mọi đường hôm thức dữ lắm hả? Thức đổ bánh bèo. Bánh bèo nè. 5.000 ha. Vuốt tóc qua cho bên đấy nó sù sù. Nè. Cắt mè vô nhiều nhiều cho con bà Yên. Mô Phật. Rồi cắt mè lấy vô bọc cho nó. Khó nghe. Lỡ gắt luôn rồi. Nứa chạy nứa ăn. Bánh bèo Sóc ơi. Cái này nhét bọc trái. Đi học đi già. Chưa. Mới có 6 giờ mấy. Hết tiền. Bao nhiêu chị? 10.000 ha. 10.000 sáp cái. 4. 5. À đâu đó dứa. 6. Rồi cảm ơn chị. Thối 10.000 kìa Miu. Thối 10.000 cho bà. Bé Miu. Mèo tới bầu ngư. Nắp bạc luôn. Bèo anh Năm ơi. Mấy con họ đi. 10.000 sáu cái. Cái này bán thế mẹ hay gì? Ờ, cái này bán thế mẹ đó. Chưa đi học hả? Lát đi học. Bánh này thì béo. Ừ. Béo. Mua trong bao ăn. 5. Mềm với em. Mềm già. 6. Lấy tiền đi mấy Miu. Cảm ơn bà. Cảm ơn nghe chị. Cắt mẹ không? Cắt mẹ không? Cắt mẹ lên. Rồi. 10.000 nó mau hết. Mấy Miu. Con boss nó nằm nó đợi kìa. Ôi boss ơi, boss boss boss. Ăn không? Trả lời. Hỏi ăn không? Mới trả lời ăn. Tóc dài rồi nè. Mấy Miu kẹp thẹt lên. Mua kẹp xẹt lên đi. Gặp mối tưởng là 10.000 rồi có 5.000 rồi. Mông. Con Nhung. Nhung. Lẹo lưỡi kêu mông. Ông ngoại ơi. Ông ngoại ơi, ít bánh bèo. Nè mình xếp hàng qua tới nhà cô Nhung đi. Em lắc ra lấy. Xếp bánh bèo nè. Ông ngoại muốn ăn mì bánh bèo. Ông ngoại nhiêu? 5.000 hay 10.000? Thì bởi vậy hợp năm mai 10.000, nó tao biết tao để. Ông ngoại 10.000 là cho ông lựa bánh xấu nè. Bánh nó mềm quá. 4 cái, 5 cái, 6 cái cho ông ăn no luôn. Thấy Miu.
10.000 đi. 10.000 đi. Dạ. Dạ, miếng nó đi. Hai hộp thế rồi nè, từ 10.000 kìa. Một hộp là hai hộp. Đó con lấy hộp đó trước đi. Mời cả nhà ăn bánh bèo. Sáng ngày muốn hết nghèo thì phải ăn bánh bèo. Mà nội phải dứt rồi 5.000 rồi đó. Rồi ba gửi con luôn, cảm ơn luôn nha. Nữa đi. Lắc đầu. Vừa ăn. Vừa nè. Vừa ăn ha. Thiệt 5.000 là ăn bao no. Này không no được. Nghe. Béo. Tiền. Mấy ngàn? Một đó là 3.000, 4.000, 4.000, 6.000, 8.000. 8.000 hả? 10.000. 10.000 hả? Vô mánh bói mua 10.000 bánh luôn. Lấy hai hộp đi. Cho bói hộp đi. Cho nó bưng. Chưa xong. Nè. Bói nhiều tiền quá ta. Nè. Bưng đi. Chào cả nhà. À kìa. Dạ đi đem ngoại. Dạ. Mẹ bà ba để rồi con. Để nữa đi. Nó phái con mè nè, con để nó đi. Nè để vô. Còn hộp nó mày tới hai hộp lận. Rồi. Bán với tới hai hộp. Rồi đây. Được rồi, cảm ơn nhiều. Ờ có rồi kìa, cảm ơn nhiều. Có rồi kìa. Kìa bà ba đi một bạc. Đây nè. Lấy tiền lại hay gì á. Đi. Hà đi lại ngồi ăn. Nè cho 2.000 nè bói. Bói. Thôi đi. Yeah. Thôi đi. Ừ. Kêu lại quá nữa. Bạn quần này áo kia. Ở ngoài mày sáng bạn quần này áo kia. Giờ này chưa thức được. Ai? Trời ơi thức rồi ơi. Nó là 7 giờ rồi mới đi. Đi vô là học luôn đó, sáng ăn cơm rồi. Mẹ nó cho ăn cơm rồi, ăn uống xong rồi thay đồ là đi học lên cho anh là học luôn. Khỏi tốn tiền. Nghèo mà đâu có tiền đâu ăn hàng. Chắc chứ nữa nghèo mà thấy không có ơn mẹ nó nuôi giờ ba nó đâu có đâu. Ba nó ở Bình Bển không à? Bình Bển. Bình Bển là bên đâu? Bình Mỹ Hội, ở bên gì đó. Bình Giá Hội hả? Ờ, Bình Giá Hội. Ba nó ở bên nội, mẹ nó ở bên ngoại. Đi ha, té hôm qua có sao không? Cái giò đạp nó mai được không? Xưng cái bờ luôn. Ừ, nó xưng đó. Bao nhiêu? Tính ba. Còn mai được không trời? Đạp thấy đại á. Có đau không? Bó muối hộ hôm mới 20 là. Xưng cái mình bó ngạ, bó năm ông nó xẹp. 20 là 10 hết luôn. Năm tao mua 10 ngàn quê, 20 nào hết với nè, gắt muối vô. Nó bố vô. Bán là 20 cái không đâu hết. Nè kia, để tâm vô. Cảm ơn lớn lên quay bánh bèo nè anh hai ơi. Muốn tí bé bèo đi ghét cho đi học. Ông Năm ơi, bánh bèo nè ông Năm ơi. Ông Năm ông cậu múc gì ơi, kêu lên. Vô hộp 5.000 mà đưa bán ông. Lắm mấy ông ca ca ăn cũng về ghé mua nữa. Bèo mà tới 7 giờ mấy ông ca ca. Bèo rẻ vừa ngon đây. Một cái ngàn. 2.000. Ủa găng này nè, thấy nhổ lâu lắm mà chưa lên hả? Con 5.000. Bị chai, bị trúng răng luôn rồi. Mua gì? Trời ơi, lấy tiền 20.000 đi học rồi. Bán nãy giờ là mướn 20.000 rồi đó nha. Rồi, 5.000 lẻ. Còn nhiêu ta tiền ta để dành. Để dành. Ăn hết tiền thì sao? Để dành ai bán gì mua tiếp. Mua tiếp. Chiều nay kiếm gì bán nhau quốc mua nữa nè. Ghét. Hãy đậu cho con nè.
bánh bèo ba ơi. Đây. Rồi cảm ơn cậu luôn. Rồi. Bảy ơi bánh bèo. Sạn đi đâu rồi? Đâu anh? Đi. Nó đi đâu ạ? À? Đâu đẹp gái vậy? Mua nhiêu chị? 5.000 ba cái. 5.000 ba cái. Ừ. Mua hộp, 1 hộp 10.000 đi ha. Yêu bánh này Miu ơi, gặp bà Bảy mới sợ bà Miu ơi. 20 là 10 cái. Hết rồi 30. 5 30. 6 Ô, bối. Kìa thôi. Ghét không? Kìa đây, bảy bảy lấy tiền rồi bảy. Ghét không? Nóng kêu lên. Đây. Hai. Kìa con cột. Dạ, dạ, dạ. À gì vậy? Sáu. Nè, dắt mẹ lên này bé. Đây nè. Kìa qua bà Sáu kìa. Bà Sáu kêu cho bánh gì kìa. Bà Sáu cho uống cà phê kìa, bối. Bối. Chúc bà Bảy ngon miệng. Ồ, cái tin ra tâm vô. Trời ơi, bốc gì không? Đi tắm nè. Nha. Cảm ơn nghe chị. Rồi bà bỏ bà... hai người nó thấy hết rồi. Hai người như bả là hết rồi. Ăn hết rồi nè. Mua nữa. Mà bữa nay lâu lâu bánh bèo ăn đổi 4 bữa đi. Lâu lâu bánh bèo. Mười ngàn hả chị? Sao mà 20 ngàn hết mâm đó ạ? À? Lõm cái xương luôn. Bèo đây, bèo đây, bèo đây, bèo đây. 10 ngàn 5 cái. Đây, 10 ngàn 6 cái nè con gọn gọn vậy đó. Vừa. Hộp 5 ngàn đó, tại mua 10 ngàn bán như chỗ lời. Chúc bà Sáu ngon nè. Trời ơi, cảm ơn con nghe ngon. Chúc 50 ngàn đó phải không? Mới ăn hết 50 ngàn rồi. Chúc bà Sáu nó ngon miệng nữa. Nè. Gắt mè vô con. Bà Sáu lăn luôn quá con. Nè chị cho cái tâm vô. 10 ngàn nè. 10 ngàn đó. 10 ngàn 6 cái. Mắt không tặng cái. Chúc bà Năm ngon miệng. Chúc bà Năm ngon miệng luôn. Ăn ngon miệng. Bánh bèo đi. Còn 5 ngàn. 10 ngàn. 15 ngàn nữa hả chị? Chúc chú hai gõ lên. Này gom tiền chị, gom tiền. Bá không gom tiền. Mười ngàn nữa ngàn, dùng bánh rồi, mười ngàn nó còn 5 ngàn nữa, chừa lại ăn luôn đi, thấy miêu. Phải cho con shipper. Ờ, con làm shipper đi. Còn 15 ngàn nữa hết rồi. Mở công ty. Còn 15 ngàn nữa hết rồi, bảy ơi. Còn 15 ngàn nữa hết rồi. Không có 5 ngàn không sao. Còn 3 ngàn, còn 3 cái mà. Lấy luôn ha, rồi, lấy luôn. Thành cái bánh bèo luôn. Tháo tiền cho bà nè, bà tháo 5 ngàn cho bảy con. Để con 5 ngàn đó. Mau gặp bánh bèo là bảy nó rồi đó. Cho bà 5 ngàn đi học. Lấy 5 ngàn đi học đi con. Cảm ơn bảy đi. Bà bảy cho con đó. Bữa nay bà bảy đi bo luôn rồi. Trời ơi gặp nó sọp rồi. Cảm ơn nghe chị. Nè, khỏi cột. Nè, nó dài cây đi. Ăn cái này xỉa ăn luôn. Cảm ơn nghe chị. Trời ơi, gặp nó sọp mới hàng rồi cái nhà ơi. Đây, đếm tiền nha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngàn, 20 ngàn, 40 ngàn, 50 ngàn, 60 ngàn, 70 ngàn, 90 ngàn. một trăm rưỡi cái này nó là 160 ngàn. Hai bà cháu bán cũng lời được vài chục ngàn ăn sáng cả nhà ơi. Thêm mấy loại nữa. Ừ, đếm này luôn nè. Dạ, lời uống cà phê vài chục ngàn. Tiện xe lên nè. Rồi, lời được 60 ngàn này. À, hai bà cháu đã bán lại được vài chục ngàn. Cảm ơn ông bà cô bác đã xem kênh Nếp Sống Đồng Quê nha. Chúc ông bà cô bác và cả nhà mình lạc đời về sức khỏe dồi dào và luôn may mắn và thành công cho cuộc sống nha. Đến đây là kết thúc. Mình xin tạm biệt và bye bye.